Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Kính thưa quý anh chị Ở trong những cái clip trước thì quý cũng đã cập nhật cho mọi người những cái thông tin Về giá lăn bánh khuyến mãi của chiếc xe Hyundai i10 phiên bản hatchback cũng như xe đan Của tháng 2 năm 2022 Và trong clip ngày hôm nay thì như mọi người nhìn thấy trên màn hình Thì Quyết sẽ cập nhật cho mọi người về cả khuyến mãi của chiếc xe Hyundai Elantra năm 2022 với cả 4 phiên bản là 1.6 MT 1.6 AT, 2.0 AT và phiên bản 1.6 Sport để xem xem là ở thời điểm hiện tại trong tháng 2 này thì chúng ta có những chương trình khuyến mãi như thế nào giảm giá và cũng như là lăn bánh ở thời điểm hiện tại ở Hà Nội này thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh dành cho mọi người để mọi người có nhu cầu thì mọi người sẽ đặt hàng à, và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha ở phần cuối video tôi cũng sẽ cập nhật cho mọi người về cái thông số kỹ thuật của trên từng phiên bản để mọi người có thể cân nhắc xem xem là về cái option nào sẽ phù hợp với bản thân để chúng ta có thể đầu tư ở các từng phiên bản một đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới phiên bản Hyundai Alantra phiên bản 1.6 phiên bản MT phiên bản MT thì đang hiện tại đang có mức giá bán à yết là 580 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình giảm giá lên tới là gần 60 triệu, cụ thể là 522 triệu đồng, giảm 58 triệu. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng thêm một bộ dán phim cách nhiệt và bộ chảy sàn da. Đối với phiên bản Elantra 1.6 này sẽ phù hợp với quý anh chị mà chúng ta kết hợp giữa kinh doanh và đi dịch vụ hoặc mọi người đi ở tỉnh xa thì chúng ta sẽ phù hợp với chiếc xe này với mức giá rất là tiệm cận, rất là hợp lý khi một một mẫu xe phân khúc hạng C nhưng chỉ giá bằng phân khúc hạng B mà thôi. À, với lăn bánh ở thời điểm tại với quý anh chị mà chúng ta đang ở Hà Nội sẽ là 584 triệu đồng khi mà áp dụng thuế 5 6% khi đã đã giảm 50% thuế trước bạ là 584 triệu bao gồm tiền thuế, phí đăng kiểm, phí sự ủng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao gồm cả tiền biển. Còn quý anh chị chúng ta ở tỉnh sẽ là 560 triệu và cuối cùng ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 570 triệu đồng. À, khi mà ở tỉnh thì thuế sẽ là 5% cũng như giống ở thành phố Hồ Chí Minh à, Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới phiên bản Hyundai Ailancha Phiên bản 1.6, phiên bản AT à, Rõ ràng phiên bản về option thì hai phiên bản này tương đương nhau Nhưng dành cho những quý anh chị mà chúng ta muốn sở hữu một chiếc xe à, Sử dụng bằng hộp số 6 cấp, đi mượt mà và cũng như thuận tiện hơn rất là nhiều Đi trong thành phố cũng như đi gia đình thì sẽ hợp hơn với chiếc xe này với mức giá bán là 655 triệu hiện tại đại lý đang có giảm giá là 613 triệu đồng, còn 613 triệu à, Cũng tặng các bộ phụ kiện khác đi kèm Hiện tại thì đại lý đang vay đối với phiên bản Elantra sẽ là 80% giá trị của chiếc xe Tương ứng với cả là 7 năm và 84 tháng à, Lãi suất là 6,99% áp dụng trong vòng 1 năm à, Và nếu quý anh chị mà chúng ta muốn tất toán thì cũng rất là đơn giản thì um, có thể bất tất toán bất cứ lúc nào cũng được và sau 3 năm thì miễn phí cái việc mà tất toán. đấy cũng là một cái lợi thế khi mà quý anh chị mà chúng ta vay. Mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp quyết đó chính là 172 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được phiên bản Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT rồi. À để lăn bánh được dành cho những quý anh chị mà chúng ta đã ở Hà Nội sẽ là 680 triệu đồng. Ở tỉnh sẽ là 5656 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 676 triệu dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến phiên bản Hyundai Elantra năm 2022 với phiên bản 1.6 AT. À, nếu quý anh chị mà chúng ta cần thắc mắc về phần khuyến mãi, giá bán và cũng như là về thủ tục trả góp thì mọi người gọi điện hotline hoặc kết bạn Zalo với số ở phía bên dưới ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì uh, Quyết Trần cũng như là đội ngũ Happy sẽ tư vấn trực tiếp dành cho quý anh chị ở phần quần tin nhắn. À, tiếp theo chúng ta sẽ nói tới phiên bản hyundai elantra phiên bản 2.0 at có mức giá niêm yết là 685 triệu đồng hiện tại thì đại lý đang có giảm giá 40 triệu đồng dành cho chiếc xe này với phiên bản 2.0 này có tiệm cận một cách dễ dàng khi với mức giá chỉ là 635 triệu à, theo quyết thì nếu mọi người dự định lấy phiên bản elantra phiên bản at À, dọ, phân vân giữa 1.6 và 2.0 thì quyết nghĩ rằng là mọi người nên chọn phiên bản 2.0 khi mà chiếc xe phiên bản 2.0 có mức giá khuyến mãi tốt hơn mà chênh nhau thì chỉ có khoảng tầm là 12 triệu đồng mà thôi chênh nhau khoảng tầm 12 triệu thì mức giá nó cũng rất là hợp lý đúng không ạ để chúng ta lấy chiếc xe này à để lăn bánh được đối với những quý anh chị mà chúng ta ở Hà Nội thì sẽ là 702 triệu đồng ở tỉnh sẽ là 678 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 698 triệu đồng. Đó, nếu quý anh chị mà chúng ta phân vân giữa hai bản thì theo quyết ở thời điểm tại thì mình sẽ lựa chọn cái phiên bản 2.0 động cơ 2.0 rõ ràng đi thích hơn rất là nhiều tại vì quyết đã đã từng trải nghiệm cả hai cái dòng xe này rồi đó đấy là cái lời khuyên của quyết ở trong cái thời điểm này tất nhiên là mỗi thời điểm khuyến mãi sẽ khác nhau vì vậy là mọi người cứ gọi điện trực tiếp đừng ngần ngại không phải uh, kể cả mọi người có tham khảo giá chăng nữa mọi người cứ gọi điện đi đội ngũ sẵn sàng là tư vấn một cách um, nhiệt tình nhất dành cho những quý anh chị kể cả mọi người không mua cũng không vấn đề gì cả đúng không ạ uh, và cuối cùng đó chính là phiên bản huy la elantra phiên bản 1.6 sport với phiên bản này thì dành cho những quý anh chị mà chúng ta thích sự phấn khích sự thể thao với cái sự mô men xoắn nó tốt hơn À, chúng ta với mức giá bán ở thời tại là 750 triệu đồng thì chúng ta sẽ sở hữu có rất nhiều các cái tính năng option khác biệt thì ở cuối video tôi cũng sẽ chia sẻ một cách chi tiết dành cho mọi người với giá khuyến mãi chỉ còn là 692 triệu nghĩa là chúng ta đã tiết kiệm đâu đó gần khoảng 60 triệu đồng dành cho phiên bản 1 chấm sport rồi à, tại sao lại phiên bản Elantra sport lại phải giảm giá thì mọi người biết được rằng là những cái dòng xe như Toyota Antit Uh, cũng cạnh tranh trực tiếp với Elantra. Với mức giá bây giờ phiên bản 1.8G bây giờ cũng chỉ có khoảng tầm là 689 triệu đồng thôi tại vì Altis bây giờ cũng giảm giá lên tới là 58 triệu đồng. Đó, cũng ngang ngửa với cả Hyundai Elantra thì rõ ràng là việc mà Elantra giảm giá là một cái điều đương nhiên. Uh, lăn bánh ở thị trường Hà Nội bây giờ đối với phiên bản 1. Sport sẽ là 764 triệu, lăn bánh ở tỉnh sẽ là 739 triệu và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 759 triệu đồng và nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với phiên bản MT, phiên bản AT hay phiên bản 1.6 Sport thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline hoặc là kết bạn Zalo thì bên đội ngũ Happy Car cũng sẽ gửi bảng giá một cách rất chi tiết ở từng tỉnh. À, có thể là các clip mọi người xem thì có thể trôi qua khoảng một tuần, 2 tuần thì mọi người tại vì mức giá gần như là cũng sẽ thay đổi theo từng tuần cái phần khuyến mãi vì vậy là mọi người cứ inbox trực tiếp nha. Và đó cũng chính là cái mức giá bán của chiếc xe Hyundai Elantra năm 2022. Vậy nếu mọi người có bất cứ một câu hỏi nào thì vui lòng comment ở phía bên dưới thì quyết sẽ trả lời những câu hỏi dành cho quý anh chị. Đừng quên rằng ấn giúp quyết đăng ký kênh của Đúng hồ Happy Car và nút chuông bên cạnh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. like và đăng ký kênh ấn chút thông báo để nhận được thông tin mới nhất